cộng đồng tên đây cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Aeroporti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dòng dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để nhận được những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ để với anh em. Chứ bây giờ chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Luni. Còn tạm dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta là nút con tin. Tao hoàn thành một cấp Các bạn group Telegram. giải tiếp kênh channel mở cái twitter bỏ đâu là vừa tiết là bình ấn đề từ nhà copy uname đi lát nữa chúng ta sẽ cài vào uname chọn thành nút đôn paste vào uname twitter ở dưới đây cho kênh adobe 6 rồi bạn ạ mở tiếp tister chúng ta follow tester vào lớp 6 nhé ở đây mình đã follow trước rồi chọn đơn đây và địa chỉ ví của bạn test ở trên chiếc wallet rồi metamask chúng ta copy phần địa chỉ ví test chọn quay trở lại còn biết vào Ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Vuli, một dự án đến uh, từ nguyên tảng iLoop 6 và hiện nay đang có mặt ở trên sàn Gate. Bây giờ thì admin sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.